Đánh giá về sự trì hoãn và làm thế nào để tăng cường cái sự tập trung. Trì hoãn là một bệnh phổ biến mà chúng ta đều từng trải qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi trì hoãn đang chi phối cuộc sống của bạn như thế nào và làm thế nào để khắc phục nó, chúng ta có thể chiến thắng nó để tăng cường cái sự tập trung và làm việc hiệu quả hơn nữa. Bộ não của con người cực kỳ là phức tạp. Cơ bản chúng ta có hai chế độ tư duy độc đáo nhất: tập trung và phân tán. Chế độ tập trung giống như là cái việc chơi ping pong ấy, trong không gian rất là hẹp giữa các cái chốt cao su, giúp suy nghĩ của chúng ta tập trung hơn. Thay vào đó, trái ngược lại thì cái chế độ phân tán, tức là nó có cái không gian rộng hơn, lớn hơn giữa các chốt, cho phép chúng ta suy nghĩ một cách rộng rãi hơn về cái nhiệm vụ quan trọng. Chẳng hạn, Grant Tracy là một diễn giả và tác giả nổi tiếng về phát triển cá nhân, đã đưa ra cái nguyên tắc nuốt một con ếch. Trong cuốn sách của mình thì có tựa đề Nuốt con ếch, 21 cách tốt nhất để dừng sự trì hoãn và làm nhiều hơn trong một cái thời gian ngắn. Ý nghĩa chính của phương pháp này là gì? Là bắt đầu ngày của bạn bằng việc hoàn thành công việc khó khăn, khó nuốt nhất và quan trọng nhất trong ngày. Ví dụ về cách áp dụng nuốt con ếch trong cuộc sống hàng ngày nhé. Bạn hãy tưởng tượng bạn là một quản lý của dự án, thì trước mặt bạn là một đống các loại nhiệm vụ cần hoàn thành: gửi email cho đội ngũ này, xác định tiến độ của một dự án này, chuẩn bị một báo cáo cho giám đốc này, và giải quyết một vấn đề lớn mà dự án bạn đang gặp phải. Thì bạn sẽ làm việc gì trước? Trong trường hợp như này thì con ếch của bạn có thể là việc giải quyết cái vấn đề lớn của dự án. Đó có thể là việc khó khăn nhất, khó nuốt nhất, mất thời gian nhất, nhưng nó cũng là công việc quan trọng nhất có thể ảnh hưởng đến toàn bộ dự án. Thay vì trì hoãn và làm các cái công việc nhỏ trước, bạn nên nuốt con ếch, tức là tập trung giải quyết vấn đề ngay trước mắt. Khi bạn hoàn thành nó thì bạn sẽ cảm thấy tự tin và động lực hơn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ còn lại trong ngày. Bằng cách nuốt con ếch đầu tiên trong ngày, bạn giảm bớt sự trì hoãn, tăng hiệu suất và có cảm giác thành tựu lớn ngay từ buổi sáng hay là ngay từ lúc bạn bắt đầu. Phân loại công việc, chia nhỏ công việc thành các bước nhỏ và dễ quản lý, tạo ra cái môi trường làm việc tối ưu, không gian làm việc sạch sẽ, thoáng đãng, có thể đến một quán cà phê yên tĩnh hoặc là thư viện quốc gia, thư viện gần nhà, hoặc một không gian chia sẻ làm việc mà có một nơi mà bạn yêu thích chẳng hạn. Kỹ thuật Pomodoro, sử dụng bộ hẹn giờ để làm việc chăm chỉ trong khoảng 25 phút, sau đó nghỉ 5 phút. Phương pháp học Pomodoro là phương pháp gì? Đó là một cái kỹ thuật quản lý thời gian được phát triển bởi Francesco Cirillo vào những năm 1980. Phương pháp này sử dụng một bộ hẹn giờ để chia thời gian làm việc thành các cái khoảng thời gian nhỏ hơn, ngắn hơn, được gọi là Pomodoros, theo tiếng Ý có nghĩa là cà chua, được tham khảo bởi hình dáng của bộ hẹn giờ nấu ăn mà Cirillo đã từng sử dụng khi ông học đại học. Cách làm việc mà bạn cảm thấy thoải mái và hiệu quả nhất, thử nghiệm và điều chỉnh. Đừng sợ thử nghiệm các bạn nhé, các cái phương pháp khác nhau. Mình cũng đã từng thử cách Pomodoro nhưng không phải là cái cách hiệu quả cao nhất. Đối với mình, học ở một nơi yên tĩnh này như là thư viện và có nhiều người cùng chí hướng với mình ý, thì mình sẽ không bị sao nhãng. Hoặc là phải làm việc vào ban đêm thì mình rất khó tập trung vào trong ngày và mở mắt ra là mình không thể làm việc luôn được, nhất là khi mà mình làm việc tại nhà nữa. Tự đặt câu hỏi, phương pháp nào giúp tôi cảm thấy hứng thú nhất? Làm thế nào tôi có thể tối ưu hóa quá trình này để tìm ra cái động lực? Phải đặt mục tiêu, xác định rõ ràng là về những cái gì bạn muốn đạt được, tạo ra cái thói quen, vì chính cái thói quen giúp bạn tự động hóa công việc mà không cần nhiều. Thói quen chính là điểm mấu chốt. Những người không thông minh chưa chắc đã thành công, mà những người chăm chỉ, những người luôn cố gắng, ngừng nghỉ và có kỷ luật, kết nối với người khác, tham gia nhóm học tập, làm việc, chia sẻ và nhận được những cái động viên từ mọi người xung quanh, tự thưởng, đặt phần thưởng cho mình sau khi hoàn thành một cái nhiệm vụ quan trọng nào đó, như là xem một bộ phim này, nghe nhạc này, ăn món ăn yêu thích này, đi dạo này. Để kết luận, vượt qua sự trì hoãn, chúng ta cần nhận diện nó và tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời, việc áp dụng những cái phương pháp làm việc hiệu quả, xác định phong cách làm việc mà mình yêu thích nhất, tìm kiếm động lực từ bên ngoài, từ nhiều người, chúng tiến gần hơn đến cái mục tiêu. Đừng để sự trì hoãn chi phối cuộc sống của bạn. Hãy lựa chọn một cuộc sống chủ động, năng suất hơn mỗi ngày. Và mình mong là video hôm nay sẽ giúp ích cho bạn trong việc ngừng trì hoãn và có thể hoàn thành những cái nhiệm vụ trước Tết Nguyên đán 2024 này. Xin chân thành cảm ơn, và nếu như bạn có comment hay feedback gì, bạn có thể bình luận phía dưới. Mỗi một comment feedback sẽ giúp mình có thể tiến bộ hơn và ra những cái video tốt hơn, bổ ích hơn trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn.